Chờ Nguyệt Tận Minh. Lỡ tình tiết cuối cùng Chờ Nguyệt Tận Minh, phim sẽ kết mở. Nhiều khán giả bàn tán xôn xao về cái kết của Chờ Nguyệt Tận Minh do Bạch Lộc La Vân Hy đóng chính. Theo đó, nhiều khả năng nam chính sẽ chết ở tập cuối. Chờ Nguyệt Tận Minh của La Vân Hy Bạch Lộc đã đi được 2/3 chặng đường với nhiều tình tiết dần và được tháo gỡ. Chờ Nguyệt Tận Minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Tài Tẫn Minh Dạ La Vân Hy và Lê Tô Tô đang tử Bạch Lộc, con gái của trưởng giáo Hành Dương Tông. Nhằm ngăn chặn Đàm Tài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó cả hai không ngờ lại yêu nhau, thế nhưng dĩ nhiên mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió. Bởi dựa vào tiểu thuyết, khán giả cho rằng tập cuối hai nhân vật chính sẽ có con. Tuy nhiên theo một khán giả cho rằng ekip sẽ tạo ra kết thúc mở để tăng kịch tính cho bộ phim. Bởi từ trước tới nay việc biên kịch thay đổi, cái tên sang về kịch bản để tăng tính bất ngờ không phải là hiếm. Theo một số thông tin hậu trường, không ít khán giả cho rằng Chờ Nguyệt Tận Minh cặp đôi chính Đàm Tài Tận La Vân Hy, Lê Tô Tô Bạch Lộc sẽ sinh ra một bé gái xinh xắn, giống nguyên tác. Nhưng kết phim nhân vật chính Đàm Tài Tận sẽ qua đời. Phân cảnh cuối được dự đoán xuất hiện cảnh Lê Tô Tô và con gái ngồi bên bờ sông. Sau đó Lê Tô Tô kể con gái nghe chuyện xưa về công chúa tang tử. Mặt sông lúc này phản chiếu hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục, dáng vẻ điển trai. Khán giả cho rằng người đàn ông ở đó chính là Đàm Tài Tẫn. Tuy nhiên cái kết này khiến nhiều khán giả tranh cãi bởi họ cho rằng cặp đôi chính đã trải qua rất nhiều gian khổ. Việc để cặp đôi kết thúc như thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn phim ảnh sẽ tạo cảm giác nặng nề tiêu cực cho người xem. Nhiều khán giả cũng cho rằng việc lái cái kết theo hướng bi kịch để lấy nước mắt khán giả, sau đó tạo ra một phân cảnh cho khán giả suy đoán về tương lai các nhân vật, tạm gọi là kết mở, sẽ đi theo lối mòn các bộ phim tiên hiệp. Những dạng kết phim thế này đã không còn mới mẻ, vì vậy nhiều người xem dành lời khuyên cho nhà sản xuất nên chọn kết phim nhẹ nhàng hơn để tránh tranh cãi không đáng có. Trước đó, Chờ Nguyệt Tận Minh gây nhiều tranh cãi vì tình tiết phim thiếu logic do bị cắt quá nhiều. Hơn nữa, phim còn thắc mắc một số lỗi đáng tiếc như trang phục, tạo hình nhân vật hay diễn xuất của dàn sao. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.